Lên ngai vàng ngồi con, có một cái giống ngai vàng lắm con. Lên ngai vàng, go up. Trời ơi, cái gì không? Còn thấy không? Đi theo Tiun, đừng có đi theo tụi nó. Đi theo tụi nó chơi ngu nghịch dại không à. Giống như mấy đứa YouTuber ở trên mạng á, cứ thích liều liều mạo hiểm. Trời ơi, nó té xuống sông hay gì luôn rồi. Đô, bị gì vậy? Rồi, thằng chơi ngu nghịch dại tiếp theo. Tí tí nào. Cái thằng Đô này lôi kéo thằng nhỏ đi theo. Tí tí come here. Go home con. Đô à, có sao không? Nó chơi ngu quá. Con đừng bắt trước tụi nó. Qua coi nó bị cái gì rồi nè. Đi, đi theo tôi. Nó lọt xuống nước, nó bị gì rồi. Cua kẹp hay gì đó. Nó im luôn rồi kìa. Đô, Đô đâu rồi, chết chưa? Rồi chưa. Mình về. Đây 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 đây, cho con chế này. Đó. Đây là ngai vàng của Titi trong khu rừng chàng tiên cá nha các bạn. Hả? Không chịu hả? Giờ này chưa được đi bơi. Ông lọ nghẹ ơi, ông lọ nghẹ. Giờ này chưa đi bơi được đâu ông. Ông thấy nước là ông mê lắm. Tôi còn mặc đồ ngủ ông à. Tôi chưa biến hình chàng tiên cá nữa mà ông bơi với ai. Ông tính bơi mình hả? Nổi không? Thích thể hiện hả? Ai dạy cho lặn? Đi về ăn cơm, nghe chưa? Nguyên một binh đoàn. Đi về ông tướng ơi, mấy ông tướng, go home. Titi go home con. Kệ mấy đứa thần. Mấy đứa ôn thần. Thôi sẵn đi vô khu rừng này luôn. Titi vô khu rừng này con. Cẩn thận nha. Rồi. Vô đây kiếm thêm một ít cây cối về con.